Hưởng ứng tuần lễ ghép và hiến mô tạng Việt Nam, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 đã tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm thu nhận điều phối giác mạc giữa Việt Nam và Singapore. Tại Việt Nam, việc lấy ghép giác mạc được thực hiện từ năm 2007, đến nay đã có hơn 3.000 người được ghép giác mạc. Tuy nhiên, với ghép giác mạc còn một số khó khăn bởi Việt Nam hiện chỉ có 2 cơ sở y tế có khả năng thu ghép giác mạc trên cả nước. Bên cạnh đó, số lượng giác mạc hiến ít. Ngoài nguồn hiến trong nước, Việt Nam được tặng nguồn hiến giác mạc từ nước ngoài. Tuy nhiên, thủ tục hải quan và bảo quản giác mạc còn khó khăn. Tính riêng tại Viện Mắt Hà Nội 2, chỉ trong 8 tháng, bệnh viện đã thu nhận 57 giác mạc, trong đó có 2 ca hiến tặng trong nước, còn lại là giác mạc hiến tặng từ các ngân hàng mắt của Mỹ. Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia giới thiệu và chia sẻ những mô hình vận hành ngân hàng mô hiện đại được áp dụng thành công tại Singapore và các quốc gia trên thế giới. Những kinh nghiệm từ buổi tọa đàm là thông tin tham khảo để các nhà hoạch định chính sách, ban soạn thảo, nhà vận động tại Việt Nam xây dựng và hoàn thiện chính sách, quy tắc điều phối hiến mô tạng nói chung và giác mạc nói riêng. Nhiều quan điểm y học hiện đại, kỹ thuật mới và kinh nghiệm thực hành của các chuyên gia đầu ngành sản phụ khoa đã được trình bày tại Hội nghị Sản phụ khoa Việt-Pháp năm 2024 do Bệnh viện Phụ sản Trung ương phối hợp với Hiệp hội Sản phụ khoa Pháp tổ chức mới đây. Hội nghị Sản phụ khoa Việt-Pháp năm 2024 là một sự kiện quan trọng đánh dấu sự hợp tác chuyên môn trong lĩnh vực y tế giữa hai chính phủ Việt Nam và Pháp trong hơn 20 năm qua. Hội nghị Sản phụ khoa Việt-Pháp 2024 với sự tham gia của hơn 2.000 đại biểu trong và ngoài nước. Tại hội nghị, các chuyên gia đã trình bày các vấn đề về sức khỏe sinh sản như thách thức trong tuân thủ điều trị các bệnh lý trong thai kỳ, cập nhật chứng cứ ảnh hưởng đến kết cục lâm sàng lâu dài, chủ động tư vấn dự phòng HPV góc nhìn từ sản phụ khoa, an toàn khi sinh, tối ưu hóa phòng ngừa băng huyết sau sinh, sơ sinh thành quả của ứng dụng kỹ thuật mới trong quản lý thai kỳ. Các báo cáo được trình bày trong hội nghị bởi các giáo sư, chuyên gia trong nước và quốc tế giúp ngành sản phụ nói riêng và ngành y tế nói chung tiếp tục phát triển, phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn. Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn đang cùng với các chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chỉnh hình nhi triển khai các hợp tác nhằm nâng cao trình độ về chẩn đoán và điều trị các dị tật cơ xương khớp ở bệnh nhi. Để giúp đỡ những trẻ em không may mắc bệnh cứng đa khớp bẩm sinh với biểu hiện nổi bật như khuỷu tay duỗi, cổ tay bị gập lòng và nghiêng trụ, bàn chân khuèo, từ ngày 13 đến 22 tháng 10, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn Hà Nội đón tiếp và làm việc với đoàn 6 chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chỉnh hình nhi đến từ Tây Ban Nha, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trong đợt này, đoàn chuyên gia phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn triển khai chương trình khám sàng lọc và phẫu thuật cho trẻ em dưới 16 tuổi mắc các dị tật bẩm sinh và bệnh lý cơ xương khớp. Dự kiến sẽ có khoảng 120 bệnh nhi bị dị tật bẩm sinh và bệnh lý cơ xương khớp sẽ được thăm khám phẫu thuật. Với các trẻ bị liệt đám rối thần kinh cánh tay, các bác sĩ sẽ phẫu thuật để ghép, giúp các cháu phục hồi chức năng bàn tay và cánh tay. Đối với bệnh khớp giả bẩm sinh, đây là dị tật rất khó chữa, các cháu từng bị gãy xương, rất khó liền, tỷ lệ cắt cụt cao. Tuy nhiên ở đây chúng tôi sẽ thực hiện phẫu thuật vi phẫu, tỷ lệ thành công rất cao. Việc sàng lọc sớm và can thiệp kịp thời là yếu tố then chốt trong điều trị các dị tật phức tạp. Do vậy, nguồn lực và kiến thức chuyên môn từ các chuyên gia quốc tế sẽ giúp cho các bác sĩ Việt Nam nâng cao khả năng điều trị, đặc biệt là với các ca bệnh phức tạp, giúp cho nhiều trẻ em khuyết tật Việt Nam có cơ hội phát triển như những đứa trẻ bình thường khác. Và các bệnh nhân sẽ được hội chẩn cùng các chuyên gia và sau đó xếp lịch mổ vào các ngày từ thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, tức là chúng ta có 4 ngày mổ. Hy vọng là sẽ điều trị được nhiều nhất có thể các trẻ. Tuy nhiên là nếu mà không mổ được hết, thì một năm vì đoàn bác sĩ sẽ sang 2 lần, thì chúng ta có thể là không mổ đợt này thì sẽ lùi sang đợt sau. Chương trình khám và phẫu thuật kéo dài trong gần 10 ngày tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn lần này là cơ hội để bệnh viện cập nhật những kỹ thuật điều trị tiên tiến nhất trong lĩnh vực chỉnh hình nhi, tăng cơ hội trong điều trị và phục hồi cho các bệnh nhi, mang lại hy vọng và niềm vui cho nhiều gia đình. Mới đây tại nhà luyện tập và thi đấu thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã diễn ra buổi lễ khai mạc giải Futsal HD Bank sinh viên Hà Nội năm 2024. Sự kiện do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Hà Nội và Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.
Giải Futsal sinh viên khu vực Hà Nội 2024 nối tiếp thành công từ giải Futsal HD Bank sinh viên khu vực Tây Nguyên năm 2023. Với mong muốn trở thành đơn vị sản xuất chính thức của giải Futsal sinh viên toàn quốc năm 2025, giải đấu diễn ra từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10 với sự tham gia của 12 trường đại học lớn tại Hà Nội. Các đội sẽ được chia thành 4 bảng, mỗi bảng 3 đội, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết, sau đó tiến tới bán kết và chung kết. Ban tổ chức sẽ tường thuật tất cả trận đấu của giải Futsal sinh viên khu vực Hà Nội 2024 trên hệ thống VOV Live và các cơ sở hạ tầng số của VOV.